Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nha. Một bạn nhỏ bước trên ba chiếc ba lô này. Bạn của mình tô ba lô thì mình sẽ dùng màu tím. Thank you.
hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một bạn nhỏ đang đeo chiếc ba lô màu tím này. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.